Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với B Channel và mình là Joy đây. Thì hôm nay tại sao mình lại mặc đồ như vậy và tại sao lại có cái cốc này? Điều đầu tiên tại vì mình mặc đồ như vậy là tại vì cái áo này, khi mình cài cái mic lên mình đã phải quay lại lần này là lần thứ 3 rồi, vì cái mic nó cạo vào cái cổ mình, nó không nghe được. Và cái ly này hôm nay các bạn tưởng mình sẽ review về cái ly này à? Không phải luôn. Ly này để cho có chơi thôi, để chơi thôi. Và hôm nay mình nói về cái vấn đề mà mình mới đọc được một cái bài báo nó hơi vui vui. Thì đó là cái bài báo nó có cái tên là đừng bao giờ lau màn hình smartphone bằng chính thứ này. Thì đầu tiên, cái thứ đầu tiên mà không được dùng để lau màn hình điện thoại đó chính là nước lau kính cửa sổ. Và cái vấn đề là cái bài báo này dựa trên khảo sát bao nhiêu người đó thì mình không biết, mình không nhớ nữa. Nhưng mà nước lau kính cửa sổ nó đã nói cái công dụng ra từ đầu rồi, tại sao các bạn lại còn lấy và để mà lau vào màn hình của chiếc điện thoại của mình? Cái thứ hai là các chất tẩy rửa khác. Thì các chất tẩy rửa khác thì theo mình biết, các chất tẩy rửa là có thể là nước rửa móng tay hoặc là viêm đậm đặc để rửa cái gì đó thì các bạn biết mà đúng không? Thì liệu như hai cái đó có rửa được cái màn hình này không thì nghĩ là không rồi. Nhưng mà lại có người lại làm như vậy. Cái thứ ba là dung dịch tẩy trang. Chắc cái này là những cô bạn nữ phải sử dụng cách này, hay sử dụng cách này. Và tại vì khi mà alo, anh hả? Nhớ anh không? Nhớ à? Thì cái điện thoại mình sẽ bị giống như là dính cái lớp trang điểm của mình lên, thì chắc cũng lấy cái điện thoại, lấy cái nước tẩy trang để tẩy trang cho cái điện thoại thôi. Nhưng mà vẫn không, cũng không được luôn nha các bạn. Và cái thứ tư là cồn. Cồn thì theo mình được biết là rượu bia. Nhưng mà các bạn có biết là trên những chiếc smartphone mới không? Như là chiếc điện thoại iPhone XR thì nó sẽ có một cái lớp phủ bảo vệ. Khi mà các bạn sử dụng cồn để lau cái màn hình của nó thì nó sẽ làm bào mòn rất là nhanh cái lớp bảo vệ đó. Thì cái điều này cũng không được luôn. Và cái thứ năm là khí nén. Thì theo mình được biết là khí nén là có nghĩa là trong cái vệ sinh máy nó có hay có cái vụ mà xịt cho bụi nó bay ra. Thì theo chuyên môn thì mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với mình á, mình suy nghĩ á, nó không có được dùng để lau điện thoại, là tại vì nếu mà cái xịt ở phía ngoài màn hình á thì bụi á, có một số bụi thì nó có thể là bay ra ngoài thật, nhưng mà có một số bụi nó lại dính vào ở trong cái phía trong sâu hơn. Cái thứ sáu là mình rất bất ngờ về cái bài báo này qua cái khảo sát này, đó chính là xà phòng rửa chén, tức là xà bông á, xà phòng rửa chén hoặc là xà phòng rửa tay. Bây giờ xà phòng rửa tay nó có cái chất rất là dịu nhẹ, không có gây độc hại cho điện thoại, nhưng mà ai lại đi lấy xà phòng mà để lau màn hình điện thoại? Bất khả thi, impossible. Cái thứ bảy là giấm. Thì lúc trước mình đã từng đồ chỉ là pha giấm để lau điện thoại, nhưng mà pha với cái tỷ lệ nước là 73 hoặc là 82, lượng nước nhiều hơn lượng giấm. Nhưng mà khi mà lau xong sạch thật, nhưng mà cái điện thoại, cái mùi để lại trên điện thoại mình đó là một mùi chua đó các bạn. Mùi chua đó các bạn. Và cái thứ 8 là các loại dung dịch khử trùng. Thì cái này thì có lẽ là những bạn mà làm ngành y tế lấy lau hay gì á, có thể là điện thoại mình nó gớt xuống rồi chày xíu, rồi các bạn lại sợ nó bị đổ máu hay gì đó, khử trùng, sợ bị nhiễm trùng hay gì, nên dùng cái nước khử trùng để khử trùng chiếc điện thoại mình luôn. Nhưng mà điều đó vẫn không được. Và cái thứ 9 là cái các bạn thường xuyên mắc phải, đó là khăn giấy và giấy ăn. Thì mình cũng lúc trước mình cũng hay sử dụng giấy ăn để lau điện thoại, công nhận là cũng sạch đó, nhưng mà cái để lại là những cái bụi li ti của những cái khăn giấy ăn nó rơi ra. Và nó, nếu mà nó rơi vào những cái loa hay là những cái cổng cắm điện thoại á, của cổng cắm của sạc á, thì nó rất là mệt, vệ sinh rất là khó ở chỗ loa hay là cái chỗ cổng sạc, cổng của tai phone.
và làm sao để làm sạch cái màn hình và chiếc điện thoại của mình á, thì có một cách rất là dễ dàng. Thì các bạn cần một cái khăn nhỏ và tẩm nước, ít nước thôi, càng ít nước càng tốt. Các bạn lau sơ qua màn hình điện thoại của mình, sau đó lấy một cái khăn khô lau lại một lần nữa thì nó đã rất là sạch cái màn hình của mình. Và những cái ổ chỗ mà loa hay là phích cắm, cái ổ cắm á, thì các bạn sử dụng bông tăm hoặc là bông rấy tay, các bạn vệ sinh sơ qua nhẹ thôi, đừng có vệ sinh sâu quá thì nó ảnh hưởng phía bên trong. Và cái cuối cùng mình đọc ở bài báo này đó là điện thoại chống nước có đem đi rửa được không? Thì ở Việt Nam có một cái phong tục là những cái gì mà mình mua mới thì mình sẽ đem đi rửa. Tức nghĩa là đi rửa ở đây, tức nghĩa là mình phải khao mọi người ăn để mà, giống như là ra mắt cái chiếc điện thoại mới. Nhưng mà một số đứa thì nó không dắt mình đi ăn, nó đem cái điện thoại đi rửa thiệt, vì cái điện thoại nó là chống nước. Và các bạn có biết là điện thoại có tên chống nước, nó chỉ chống nước ở tầm là 0,9 mét thôi. Nếu mà ở độ sâu hơn nữa thì nó không chịu đựng được. Sức chịu đựng nó chỉ có nhiêu đó thôi, đừng bắt nó phải đi bơi ở với độ sâu rất là sâu. Và một điều nữa là các bạn có biết không, khi mà cái điện thoại các bạn bị dính nước nhiều quá, với những cái điện thoại chống nước á, thì các bạn có biết là gạo á, hút ẩm rất là tốt. Các bạn có thể bỏ vào cái lu gạo, cái khạp gạo hay là cái đồ để gạo có gạo trong đó. Hay là cái thứ hai thì các cái gói mà hút ẩm á, thế trong những quần áo hay là túi sách thì nó sẽ có một cái gói hút ẩm, hay là đồ ăn, trong những cái đồ ăn đóng bịch đó nó sẽ có những cái gói hút ẩm. Các bạn để dành nó lại, đừng đem đi bỏ vào một cái hộp. Có một ngày nào đó các bạn sẽ sử dụng tới nó, sẽ cần tới nó, thì các bạn, ví dụ như cái chiếc điện thoại của các bạn bị rớt trong nước, các bạn lấy lên bỏ vào hộp hút ẩm đó, đóng nắp lại, thì trong vòng mấy tiếng thì nó sẽ hút nước ra, thì các bạn có thể sử dụng bình thường chiếc điện thoại của mình. Hãy nhớ một điều là điện thoại chống nước không có phải là được ngâm ở dưới nước. Nó có thể là khi điện thoại thường gớt xuống nước thì nó sẽ hư luôn. Còn điện thoại chống nước gớt xuống nước thì cái tỷ lệ nó bị hư sẽ ít hơn, chứ không phải là điện thoại có thể là ngâm ở dưới nước luôn. Và đó là những gì mà bài báo mình vừa đọc được. Còn bây giờ thì hết video clip rồi. Thì các bạn có cái idea nào sáng tạo hơn để lau cái chiếc điện thoại này, hãy comment phía dưới cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Hãy like, share và subscribe kênh B Channel của chúng mình nhé. Tạm biệt, bye bye.